Welcome to Kéo Miền Sa Vlog. Ghê quá. Đó, lại đi chợ mua ra cái gì nữa nè, dưa hấu. Nhiều ký? 2 đồng 90. 2 đồng 90 một ký. 15-30. 45 ngàn ký. 45 ngàn ký. Khoảng đó. Chiều tối cuối tuần này mới đi chợ mua tôm. Tôm nè. Được mua 1 ký 17 đồng. Giờ lột ra rang muối tỏi ha. Vậy đi. Thịt bò. Một miếng thịt bò chút thì nó là nó bò kho. Đây. Mới sắc xong tô thịt bò này. Bây giờ nó muốn nấu gì? Nó bò kho. Nấu làm sao không biết nữa trời. Đây, tôm lột ra vậy nè. Không lột là biến á. Để gì xào luôn chắc cũng được, không sao. Còn mấy cọng này nữa em nè, cút ra nè. Chưa xong mà em, chưa xong. Ồ, chưa xong hả? Trả. Bếp nhìn ra nè. Trời này cũng đẹp mà lạnh. Lúc nào cũng vậy. Đây là đồng chí Linh. Đẹp mặt tiếng Hà chứ mấy cha. Đẹp mặt tiếng Hà chứ. Còn dưới đất này là con rây xì. Cái gì ăn cái gì mà rây xì xin. Cái đó sao ăn được cái gì vậy? Biết cái đó ăn được hả? No. Đậu phộng. Đậu phộng, bơ đậu phộng. Chị Ti thì đang xếp quần áo. Job của chị Ti. Chị Ti có job giặt đồ, xếp quần áo, rửa chén. Tuần sau là chị Ti đi học lại rồi. Đây là gì đây? Cá Barramundi filet. Hết như đây 10 bạc. Đây là thịt heo 16 đồng. Bao nhiêu? 2 ký 2. Rẻ hàng Việt Nam đó. Còn cái này là bánh croissant để sáng ăn sáng. Mấy đồng một bạch vậy không nhớ. 3,5 đô hả? 2,5 đô. Còn là đầu cá hồi 4,5 đô cho gần 1 ký. Giá của nó là 5 đồng 1 ký. Đen á. Em rửa cá hồi. Đúng. Đây. Thôi đi chạy ra khỏi, khỏi chạy đi. Rang khỏi. Cho nó rang lên. Cái này có. Sẽ cháy chứ. Đây, đồng chí cá hồi và đồng chí cá Barramundi. Cá này Barramundi nó bán rẻ nè. Bán cái 15 đồng 1 ký. Rồi, xong một món.
Biết ăn sao đây à, là đi chơi coi. Ăn croissant luôn hả? Ăn croissant gì vậy? Yếu yếu hả? Yếu 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 hả? Mắc cỡ hả? Mắc cỡ hả mấy đây? Ở đây, con người chị kia. Mình bị cắt ngay đây. Nó không biết gì luôn á. Nó không biết mình làm gì nó luôn á. Nhì nước, lặn nước đấy. Nói chồng tôi hủi nấu, bỏ kho. Không biết bỏ gì do tôi nghiên cứu. Một ngày hình như chứ. Quậy nó giờ ăn vô uống trét lên đó mà. Nhô nhô nhô. Rồi. Tí đi. Này nồi cháo cho ri sè. Cơm không ăn nhớ cháo. Cháo thịt. Thịt với này, bỏ vô. Không biết đâu nữa. Có sao nói giờ. Món này cô Bảy nấu ngon rồi. Chút xíu rồi nhớ, chút xíu bột năng. Xăng lại đi, xăng lại. Rồi, khung cảnh quen thuộc. Giờ đó, bây giờ phục vụ khán giả. Bây giờ phục vụ khán giả. Cái cơm này có ngon ha. Bà con, cô bác ơi. Xin chào cả nhà. Gì đây? Điều rắn nữa đây. Đúng nha. Mời cả nhà không? Mặn lạc. Dự ăn không? Mặn. Dạo này ba xuống tay dữ vậy ba. Làm món nào cũng vậy thôi chứ sao vậy ta. Đó, làm thương con đi. Bóc luôn nha. Mời cả nhà nha. Chấm đồ tạc hả? Chấm đồ tạc hả? Chấm... phải chấm cái gì đó phải không? Đâu có vẻ gì muối đâu. Chấm bỏ nhiều cũng mặn lắm. Không có vẻ gì muối mà không có vẻ gì tỏi hết. Để ngủ được. Xuống tài quá rồi, xuống. Đầu bếp chính lâu năm không bắt. Không nấu, xuống, xuống. Chấm gì ta? Tôi ớt rồi, được không? À chấm cái hũ gì anh mua đó mà anh về anh bỏ nó hoài á. Không. Không có ngon lắm mà lại là bài câu thứ hai. Con gái mà. Không muốn nó luôn á.
Bye bye cả nhà nha. Hai chồng ăn tối đây, ăn vô đó đó. Bye bye. Đây, vô. Ăn giống con. Ăn giống con khỉ. Bò kho. Kho. Bò kho thành công rồi quý vị ơi. Ăn thử miếng nha. Đừng đụng má con. Lớp ấy. Mình có muối ớt muối chấm. Con đây nữa là mình không có muối chiêu chanh. Chanh muối ớt cũng được. Mềm chưa? Muốn bò giả chiến của gia đình. Bò kho. Ở đây cũng có rau rán hả? À bò kho ấy. Có một miếng. Này, này có quế hay gì nữa ăn. Mời cả nhà nha. Ăn uống gì á. Tôm nãy giờ hai chồng ăn mấy con. Ngán quá. Nhà không thích ăn hải sản. Được được à? Ừ. Sạch sạch quá à? Được. Nấu hồi nó sạch rồi. Tắt chưa? Nó tắt rồi mà nó còn vẫn còn trên bếp. Bảy nha.